Giới chức Pháp ngày hôm qua cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 20 người khác đã bị thương khi một đoàn tàu hỏa gặp tai nạn tại dãy núi Alps, miền nam của nước này. Nhà chức trách Pháp cho biết đoàn tàu hỏa đã đâm vào một tảng đá trên đường ray và bị chật bánh khi đang di chuyển từ thành phố ven biển này tới thị trấn Dinelespen. Có khoảng hơn 30 người trên tàu vào thời gian xảy ra tai nạn. Khoảng 110 lính cứu hỏa, 32 xe cứu thương và 2 trực thăng đã được huy động khẩn cấp tới hiện trường. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đã gặp khó khăn do tuyết rơi dày và khu vực xảy ra tai nạn rất hẻo lánh. Hiện cơ quan chức năng của Pháp đang điều tra làm rõ vụ tai nạn.